Welcome em trở kênh DHG của mình hôm nay. Trở lại với con game Huyễn Tưởng Tam Quốc thì cái video mình sẽ hướng dẫn em kỹ năng ngày thứ bảy. Ngày hôm nay nông dân chú ý cho mình mấy sau ấy. Đầu tiên là về phần đấu giá, anh em chú ý nhé. Khi mà em tham gia sự kiện bang lúc 19h05 cộng với cái sự kiện lúc 20 giờ ấy là em sẽ được tham gia đấu giá. Và khi đấu giá xong thì em sẽ nhận được lái nhé. Lái thì được rất rất là nhiều kim bảo. Đây như mình hiện tại ấy, cái đầu tiên là được 700, tức là cái bút bang ấy, và cái đánh thần tướng bang ấy được 1543, tức là tổng cộng là mình được 2243 kim bảo ngày hôm nay đấy. Anh em có thấy cái sự kiện bang này được rất là nhiều kim bảo ấy, nhưng mà đây chưa phải là tất cả nha. Nếu mà xem anh em ấy top gộp hết vào một bang này cộng với bang của anh em cày cờ lon à gái thì kim bảo ngày nó sẽ xấp xỉ từ 5.000 đến 20.000 một ngày ấy, tùy vào độ khô máu của anh em. Nếu mà có nhiều người tâm huyết, anh em có thể rủ tầm 30 đến 40 người ấy, chơi C mới, xong rồi anh em gộp hết vào bang và cày clone ấy, cố gắng mỗi người đẩy một tí như thế ấy. Kể cả em không lạp lứa cũng rất là khỏe nhá. Cái con game này ấy, có kim bảo là có tất cả, không có thì em phải lạp. Cộng với nhá, cái con game này lúc đầu thì nó hơi lỗi ở phần đấu giá một tí, là khi mà em đấu giá không, nó sẽ có hình trái tim là anh em đấu giá, nhưng mà có một người KS là nó sẽ mất đi cái hình trái tim đấy. Và nó có một cái lỗi là không có người cái ép nhưng mà nó vẫn mất hình trái tim. Ngày hôm nay mình tính mình mua ba cái lệnh nam nhá. Anh em nông dân chú ý cho mình, khi anh em lên cái chức thái trung ấy thì nó cần bốn cái lệnh nam ấy. Thì em cố gắng ấy, ngày thứ sáu hoặc ngày 7 anh em mua thêm ba lệnh cho mình ấy, xong ấy anh em mua một lệnh ở trong cái tiệm đấu trường ấy là đủ bốn lệnh em lên nhá. Đây lên bậc này thì nó cần level 49 này, hiện tại mình dư một lệnh nhá. Không biết bậc sau nó cần cái lệnh tím hay lệnh lam nhỉ? Hình như là lệnh tím phải. Nếu mà dùng lệnh tím là mình bị thọt một cái lệnh lam nhá. Lệnh lam thì nó tương đương với 400 kim bảo đấy. May là ngày hôm nay mình ít kim bảo em ơi. Mình mời nhiều kim bảo thật, kéo khi mình mua gần chục cái không lên. Rất là căng nhá, đây chú ý mình nhá. Hiện tại game nó bị lag đấy. Khi mà em lên quan chức thì sẽ được thêm 18 cái điểm thiên phú nhá. 18 điểm thiên phú em lưng được rất là nhiều ấy. Quan trọng là ở mấy cái đằng sau thôi. Mới đầu ấy thì nó tăng chỉ số, mở đầu game chỉ số tăng cũng khá nhiều nhá. Đây vẫn là chỉ số này, ba cái tiếp theo vẫn là chỉ số ấy. Một cái được lưng ba cái à, tức là một cái là 6 thiên phú này. Giờ mà mình lên cấp là lưng được ba cái này, còn hai cuối. Tính ra ấy, cái bậc tiếp theo ấy nó chỉ cần là 42 điểm thiên phú thôi, nhưng mà ấy mấy cái bậc cuối rất ngon, chắc mình sẽ không bỏ nhá. Như cái cơ bản này mình đã phải lưng thêm 5 cái bậc cuối, tức là mình dư 5 điểm nhá. Nếu mà mình không lưng cái 5 cuối này phải không, thì mình lưng được thêm 5 cái thiên phú bên tăng bậc này. Nhưng mà 5 cái cuối rất là ngon em ơi. Đây, một cái thì nó tăng thêm toàn thể sát thương sau tăng 5%. Mà thường thường con em chính anh em ấy hay nhét ở đằng sau lắm. Còn về cái tăng bậc này nó còn ngon hơn em ơi. Nếu mà mình lưng lên cái bậc gần cuối này là mình được lên cái cường hóa nhá. Nhưng mà ấy, cái sau này cực kỳ ngon luôn. Đây, nó tăng toàn thể tăng sát thương cộng với toàn thể giảm sát thương 3% nhá. 3% không hề nhỏ đâu anh em ơi. Kể cả 1% cũng rất là ngon luôn. Mở đây tận 3%. Đây cái gần cuối này, chính xác này, kháng bạo này, lé này, bạo toàn thể tăng thêm 3%. Cực phẩm luôn anh em ơi. Sang ngay cường hóa này cũng ngon. Mấy cái đầu vẫn là chỉ số nhá. Chỉ có hai cuối là nó tăng phần trăm thôi. Đây, cái này nó tăng toàn thể sát thương cộng với giảm sát thương. Ô khoan á, 1% à, càng thật sự luôn. Cái con game này nó hơi ngược tí nhá, bậc trước nó ngon hơn bậc sau em ơi. Bậc trước là 3%, bậc này là 1% nhá, nhưng mà bậc trước nó là cái cuối cùng, còn bậc này thì nó là cái gần cuối. Và cái bậc cuối cùng ấy thì nó tăng HP, công, thủ vật và thủ phép 1% nhá. Nói chung mấy cái dòng phần trăm này ấy, về sau khi mà lực chiến em cao thì nó mới ít lên nhiều. Còn đầu game ấy thì nó tăng không nhiều, nhưng mà cái tăng sát thương cộng với cái biến sát thương ấy, lực chiến anh em ít hay nhiều nó vẫn cứ ngon. Còn về cao mình nhớ không nhầm là nó vẫn cùi hơn cái tăng bậc nha. Đây mấy đầu óc hoa lá hình như nó nhiều hơn chỉ số, nhưng mà nó tốn nhiều cái thiên vui lưng hơn. Bây giờ tăng thêm HP 600 này, công 100 này, cái trước là 350, cái trước nữa đâu xem là nó tăng nhiều à, 350 ấy. Tính ra có được cái cuối nó nhiều hơn thôi. Đây chỉ số nó nhiều hơn này. Ô khoan á, toàn thể bạo với chính xác 100% à. Nhưng mà đây là cái thứ ba em ơi. Thường thường ấy, hai cuối cùng thì nó mới tăng 100%. Quả này từ cái thứ ba thì nó đã cộng 100% rồi em ơi. Đây phần trăm này.
Cái thứ tư này, toàn thể tăng sát thương phần trăm. Cái thứ năm này, lại cộng chỉ số này. Cái thứ sáu này, kháng bạo với lẻ phần trăm. Và cái cuối cùng ấy, toàn thể giảm sát thương mà nó chỉ có 1% thôi, căng nhở. Tính ra cái thứ hai này ngon nhất trong bốn cái em ơi. Đây cái cuối cùng này, toàn thể tăng với giảm sát thương 3%. Còn cái gần cuối nó tăng thêm 3% chỉ số chính xác kháng bạo lẻ với bạo. Đây em nông dân chú ý nhá. Còn là kỹ năng level 65 ấy. Và anh em nông dân chú ý thêm cho mình cái thánh linh nhá. Đây nó vẫn ở trong phần tướng quân này, thông tin nhá. Đây nó là bốn cái này ấy. Thánh linh cái dạng này thì em cần cái nguyên liệu công hiến bang này bỏ qua đi. Chủ yếu là cái lui dưỡng nhá. Nếu anh em ở trong hoạt động bang phải không? Đánh bốt bang ấy thì em sẽ bị dư cái linh thánh nhá, ngọc đấy. Và anh em sẽ bị thiếu cái tinh phách thánh linh này lên ấy. Nếu mà em không có đủ cái tinh phách thánh linh này ấy, thì em sẽ không lương cấp nhá. Lương cấp thì em cần cái ngọc thánh linh đấy. Mà ngọc thánh linh một ngày anh em có thể kiếm được tầm 700 cục. Nói chung chung anh em chỉ cần hiểu là nó tăng rất là nhiều chuyện nhá. Nếu mà em không có cái tinh phách để nâng lên ấy thì anh em sẽ bị dư ngọc kia. Mà dư ngọc cái lực chiến anh em sẽ tụt rất là nhiều lên ấy. Anh em chú ý cho mình cái nguyên liệu nhá. Cái tinh phách này anh em có thể kiếm ở trong cái sự kiện nào ở trong cái chinh chiến nhá. Về chinh chiến này nó là cái đầu tiên em ơi, tầm bảo nhá. Mình nhớ trong tầm bảo anh em sẽ kiếm được 25 cục này. Trong bang anh em cũng kiếm được thêm kha khá ấy. Và quan trọng ấy, anh em có thể kiếm ở trong tiệm. Tiệm thì nó là cái tiệm đấu ở phần sơ nhá. Ở cái tuần trước mình nhớ mình đã hy sinh 30 cái mảnh tím lựa chọn để mình đổi cái tinh phách này rất là căng luôn ấy. Đây tinh phách thì nó bằng giá với mảnh tướng tím lựa chọn nhá. Đây 400 một cục ấy. Giờ mình nâng cấp cần 80 hay 120 nhỉ? Hình như là có vài cái 80 phải nhỉ? 80 cục, tức là mình phải cần 32k nguyên liệu mới mua được 8 cục. Mở cái con game này ấy, ở tháng đầu thì nó có cái sự kiện thời trang ấy. Sự kiện thời trang này em cần lương tướng nhá. Đây nó là cái sự kiện toàn lấy thời trang này. Mốc cuối là 2k5 là anh em sẽ được thời trang nhé. Mở thời trang thì nó tăng rất là nhiều phần trăm. Anh em mà không có cái thời trang này về sau rất là tọt đấy. Nên anh em cố gắng sở hữu cái thời trang này cho mình. Đây mốc cuối 2.000 đứa này. Hôm nay ngày 7 mình đã đạt được 705 điểm. Tức là mình còn là 1k8 nữa. Cái game full tap này theo như ý kiến mình ấy, chắc là anh em nông dân nếu mà chơi không quá tọt ấy thì sẽ đủ cái bộ thời trang nhá. Nếu mà bây giờ mình chơi bản bên nước ngoài chắc chắn là mình sẽ không mua cái cục đấy nhá. Nhưng mà bản full tap mình nghĩ là kiểu gì game nó tặng rất là nhiều kim bảo vé quay ấy. Nên là chắc cái phần trăm mà em tạch thời trang rất thấp luôn ấy. Nên anh em có thể chơi như mình cũng được. Em đầu tư một tí vào cái tinh phách thánh linh này để mình áp lực chiến. Nhưng mà anh em mà không cày được trăm ấy thì tốt nhất là anh em cứ mua mảnh tướng mình nha. Anh em mà không cày trăm nguy cơ là em sẽ tạch cái thời trang ấy. Tạch thời trang ấy cái hệ lụy sau nó rất là to đấy chú ý nhá. Còn về cái mục tiêu 7 ngày ấy, anh em chú ý cho mình ở mấy cái nhiệm vụ nhá. Đầu tiên là cái rèn trang bị lên phẩm tím, cái này lên level 50 mở này, nông dân bỏ qua này. Cái nhiệm vụ quan chức đạt trong vụ này bỏ qua lúc này. Nông dân chắc ngày mai chỉ lên được level 48 thôi. Tiếp đến là cái trang bị một thánh đinh bậc 25 ấy, cái này anh em chỉ lưng dồn cái đầu lên được nhá. Cứ lên 25 là ok đấy. Còn ngày 6 ấy thì em chú ý cho mình cái nhiệm vụ 6 tướng cộng 5 nhá. Ally của mình thì lưng dồn ấy nên là không xong cái nhiệm vụ này. Đây cái khiêu chiến ngày hôm nay này. Tổng độ thiện cảm tướng đạt level 20 ấy, cái nông dân cũng khó này. Trang bị thánh đinh bậc 21 này, cái này nông dân làm được nhá. Ngày 5 này. Ngày 5 em chú ý cho mình lui một bét chiến tăng lên bậc 1. Cái này hơi khó nhờ anh em bị thiếu cái đá cam nhá, đá cam để mình nâng cấp đấy. Có ngày 4 thì nhiệm vụ khá dễ nhá. Nói chung là từ ngày 1 đến ngày 4 nó khá dễ. Nó chỉ có ngày thứ 5 để lên thôi. Còn về cái gói ưu đãi thì em chỉ cần mua cho mình cái gói ngày thứ 7 nhá. Gói này 750 kim bảo em sẽ được một cái đá đột phá siêu thần nhá. Cái này về sau anh em có thể mua bằng kim bảo ở trong tiệm ấy. Trong tiệm giá của nó là 1.500 kim bảo. Nhớ giúp cho mình này nhá. Và anh em nông dân chú ý cho mình thêm một cái nữa. Cái này là mẹo nha em ơi. Anh em chú ý cho mình cái đồ giám tướng nhá. Khi mà anh em tăng sao đồ giám trong này phải không? Anh em tăng sao này. Rồi em ấn vào ấn ký. Ấn xong vào ấn kim không? Anh em có thể ra ngoài hoặc là anh em cứ click vào một cái đấy. Xong rồi anh em ra ngoài nhá. Thì nó sẽ được tăng cấp tiếp. Anh em tăng cấp nhá. 2000 years later. Cái con Thái Vân Cơ của mình chỉ có 2 sao thôi mà mình đã tăng bậc lên được 3 sao rồi ấy. Tăng bậc như này khi mà mình lên 3 sao không thì mình sẽ không được tăng bậc nữa, nhưng mà mình được lên trước cái lực chiến mà khi mình tăng bậc lên nhá.
tăng bậc khi lên võ thần ấy, thì nó sẽ được thêm cái cục nguyên liệu lưng ấn ký nhé. Ấn ký nó tăng rất là nhiều chiến. Mình nhớ mới một cục chỉ số này nó tăng thêm tầm 5 đến 10 cái phải, nói chung là rất là nhiều em ơi, chú ý nhá. Đằng nào cái chỉ số đồ giáo trước sau gì anh em cũng nhận thôi, nhưng mà anh em được nhận trước anh em áp lực này, áp lực thì em sẽ kiếm được nhiều nguyên hơn. Lên chú ý cho mình cái này. Cộng với trong cả cái cộng hưởng nữa. Cộng hưởng đôi khi nó hơi bị kiểu như là ảo lục chiến anh em ơi. Đây ví dụ như cái con Triệu Vân phải không? Triệu Vân một sao ấy. Giờ mà mình đeo cái con tím ma sao thường thường nó được tăng chiến phải không? Nhưng mà không nhá, bị giảm 11k ấy. Cái như là nó có kiểu như dạng duyên hay gì đấy. Nói chung là mình không rõ. Anh em chỉ cần chú ý cho mình cái bộ bên thùng nhá. Như con Triệu Vân này, Quan Vũ này, Trương Phi ấy. Đấy mấy đấy anh em mở đeo vào tăng chiến thì cứ đeo vào nhá. Vậy như mình đeo Triệu Vân vào là mình thêm 11k chiến, khá là ngon luôn anh em ơi. Và cái cuối cùng ấy thì em chú ý cho mình cái cặp Hứa Chử và Điền Vi. Anh em nông dân về sau khi mà em lên level 50, nhất là 55 ấy, anh em mở dù này con Hứa Chử ấy, đi map hay là đi, nói chung là PvE cực kỳ phê luôn nhá. Đây cuối video mình sẽ test thử cho anh em. Hứa Chử với Điền Vi là bên ngụy nhá. Đây rất hên Hứa Chử mình là 5 sao này. Đấy, đeo vào là giảm chiến phải không? Để cha mình sẽ thay con Điền Vi vào cái slot này đi. Đây ngụy này. Đây Điền Vi hiện tại mình mới có 3 sao thôi. Cái con Điền Vi này mình rất là thích cái loại tại thức tỉnh nó. Đây. Mỗi lần công thường có 35% xác suất kèm thêm một lần công thường. Đột phá 3 nhá. Mỗi lần công thường hồi thêm 50 lộ. Không như thế nhá, đột phá 5 này. Xác suất tấn công cơ bản bổ sung tăng lên 100% tức gì? Tức là cái tấn công thường em ơi. Mà cái tấn công thường nó lại có hai cái lộ tại cơ. Đầu tiên nhá, sau công thường tăng 20% sát thương bạo, duy trì hay hiệp. Tức là một trận nó đánh tầm hai lần công thường nó tăng thêm 40% sát thương bạo, hay hiệp tức là 60% ấy. Và cái đột phá 5 nhá, sau khi công thường tăng 20% sát thương công thường, duy trì đến hết trận đấu. Mà cái con đại kiều thì nó được cộng dồn nhá. Nói chung là vẫn chưa chắc chắn đâu, phải đợi lên mình test được em ơi. Nếu mà được cộng dồn con này cực phẩm nhá, con này đêm chính đấy. Lúc đầu anh em lên con hơi chữ ok, nhưng mà về sau ấy, cái con này cực phẩm luôn em ơi. Nó độc ăn vừa đánh thường là khỏe rồi. Giờ mình sẽ thay con thì nhỏ chân cơ nhá. Anh em chơi con hơi chữ này lên cover với con chân cơ. Chân cơ nó vừa búp máu này, vừa búp lộ nhá, rất là ngon đấy. Đây tạm thời team mình là như này nhá. Và em chú ý thêm cho mình cái con quan bình nhá. Hình như game này có được cái con quan bình là có thể là choáng phải nhỉ? Mà choáng nó rất là ngon nhá. Nó có 55% choáng. Mà một khi nó choáng nó choáng cả hàng luôn em ơi. Có nào nó choáng đấy rất là ngon luôn. Đây ngày hôm nay anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái đấy. Thôi ok mình xin kết thúc đi đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.